các bạn coi nè, khi các bạn mua cái giống trên mạng này mình trồng rồi nè, khi các bạn mua cây giống trên mạng thì bạn coi nè, shipper nó ship cho bạn coi ác ôn nó ship cho bạn hai cây dừa coi á. Coi nè, ship hai cây dừa, một cây mã lai, một cây dừa thái mà nó cột rồi, hợp lý hết rồi. Quá trời quá đất ship hai cây dừa 20.000. Mai không đều ship thằng ship dừa có nết thiệt chứ, cũng mua hai trái hợp lý chứ. Thôi rồi giờ mua hai cây dừa, một cây mã lai, cây thái nè, chắc hai mươi cành. Bây giờ các bạn mua về gặp làm sao, cũng phải mua phân nha, phân trồng nha. Chủ bán dừa chị ship cho mình cái bộ đó, bây giờ mua sớm quá, mới mua này phải 2 năm nữa mới nhét cái đó, cho nên là vừa muốn trồng mình ăn thì ngoài các bạn trồng đúng cách các thứ thì không thể nào tránh được cái con đương dừa, nó sẽ đục hư cái đọt và hư dục cái dừa luôn, cho nên cứ mua một gói trên cái nhãn hàng là tránh đục hư. Cho cây dừa thì các bạn mua về chủ kêu là nhét trên đọt nữa. Không có con đun dừa, không có con đục thân, không có con gì nó ấy cây dừa nó không có làm chết đọt. Cho nên mới có đục dừa nghe. Các bạn biết thế nào thiên thời địa lợi không? Đây đây, đang trồng cây mà tôi nói có gió nè, bây giờ mưa nè. Không. Là thiên thời địa lợi. Rớt không? Bây giờ mình khui cây dừa. Mình khui cây dừa này ra nghe. Dừa này mua trên mạng, cả một cây mã lai, một cây dừa thái. Người ta bảo hành là hoa đó là nghề gì? Về người ta kêu cứ về trồng đi, cái bự bự mía thì đi ngoài trồng một cái gói thuốc đó, nó hút hiệu gì thì lần sau mình sẽ chia sẻ sao cho các bạn. Có đưa mà mình quên chụp hình lại rồi, quên bán nhãn hiệu cho các bạn, cho nên các bạn cứ thắc mắc là dừa các bạn trồng nó lên rồi hay bị đun dừa đồ, nó bị cái lá đầu đọt lá bị hư hết, thì nhà vườn người ta trồng dừa người ta có bí quyết hết. Nay dừa người ta trồng dễ thôi, con cái bịch mất hết nửa tiếng hồ. Nên các bạn muốn trồng dừa mà ủa hoặc là trồng dừa bị đọt dừa bị hư bị đun dừa đồ thì các bạn cứ liên hệ mình chia sẻ cho các bạn gói thuốc mà chủ vườn chia sẻ nha. Cây mã lai màu đỏ đỏ, còn cây này
dừa hái nó màu xanh xanh. Cái bây giờ mình trồng bún rễ. Video trước mình cũng có chia sẻ cách ươm một trái dừa để làm giống rồi, nhưng mà không có mã này, không có mẫu này, y là không có giống này, nên mình mua giống này. Bán tại vườn được coi 60.000 cây, 60.000 cây một trái dừa, 60.000. Trồng cây dừa này trước đi, dừa hái trước. Trồng vô cái bồn trước đi, đất trồng dừa trồng bằng tro tráo với sơ dừa luôn, rồi phân bò, rồi tro của cái tráo này đốt ra và tráo trộn bốn loại, biết sao không? Tránh cho nó nóng. Thì các bạn hỏi đất bị trồng các loại cây trái thì con chuồn trộn với đất tự nhiên cũng được, còn muốn cho nó tơi tơi hạn chế cái nóng của cái phân chuồn thì các bạn trồng trộn cho trấu vô thêm đi cho nó giải nhiệt bớt. Cô dùng tay mau cho mau, ngựa ngựa dùng cái bay nó lâu một. Ê. Cứ phủ cái trái dừa lại rồi đó, cái hăng lên là ok nha. Coconut tree. Vậy rồi nhớ tới nước trồng gì cũng vậy nha. Em bữa nay mình canh sáng sớm tinh mơ mình ra mình trồng. Sợ một tí nắng lên. Ở một bao phân 45.000 vậy trồng cây dừa đó. Cái dừa trước mình quay cái trồng cây nhà hàng xóm bắt nhạc á, tự nhiên YouTube nó quýnh bản quyền, coi vô duyên YouTube nó vô duyên vô dùng thiệt chứ. Ok, đây là sử dụng phân gì để trồng dừa rồi nha, rồi cách trồng như thế nào. Ok, chúc các bạn cầm chào tạm biệt các bạn trong các video sau nha. Lau cái này ra xuống đi. Nhịp cầu nào đông đúc.